Em đem theo đồ dép chi vậy khỉ? Em đem theo để chơi tạt lon mà. Vậy bây giờ mình không chơi tạt lon, mà chơi trọi dép nha. Vậy là chơi sao hả chị Nhi? Mỗi đứa sẽ đặt vào ông vương một món, sau đó dùng dép để trọi. Ai trọi chúng làm cho vật đó văng ra ngoài ông vương, thì sẽ được lấy món đồ đó. Hai đứa đặt cái gì vậy? Đứa thì đặt trái chuối, đứa thì đặt khúc tre. Đỡ hơn chị Nhi, đặt vào chiếc giày cao gót. Em mà trọi chúng thì không biết để làm gì. Chính chị chỉ hai em chơi, nên chị được trọi trước. Đúng này. Chị Nhi trọi chúng bà Tám rồi. Hai bé ơi, giờ làm sao? Lỡ chúng bà Tám rồi. Bà Tám ơi, bà Tám có sao không ạ? Ủa, sao bà Tám nhìn mặt như mất hồn vậy chị Nhi? Để chị đi theo, coi bà Tám đi đâu mà lạ vậy. Đừng đi chị Nhi. Ôi, tôi sợ lắm, thôi tôi không quay lại. Đây là hướng đi đến đỉnh làng mà. Con đến để dâng lên lễ vật ạ. Mau mau đem lên đây. Dạ, con xin dâng lên ngài ạ. Bà Tám nói chuyện với ai trong đó vậy ta? Nào, lại gần đây, lấy một viên ngọc, nhớ là chỉ lấy một viên. Dạ, con xin đa tạ ngài, ha ha ha. Có chuyện gì mà bà Tám cười dữ vậy, phải lẹn vào trong xe mới được. Nhỏ này gan ghê bây. Con đến để dâng lễ vật ạ. Nào lại gần đây và lấy đúng số viên ngọc tương ứng với số con bạch tuộc mà người đã dâng lên. Giờ phải chạy nhanh về làng, nhưng mà lỡ có người phát hiện ra mình thì sao? Chị Nhi ơi, chị Nhi, đi chơi tạt lon với tụi em không? Em và bé khỉ rủ chị đi chơi tạt lon. Bà Tám, nhờ em đem cho chị con bạch tuộc. Tạt lon, bà Tám hở. Chị không chơi tạt lon, không ăn bạch tuộc, đem về hết đi. Thôi, trời ơi, thôi. Ôi, tôi sợ lắm, thôi, tôi không quay lại. Thôi, làm đi, tôi không biết.